Trong khi đó, tại Khánh Hòa, mấy ngày qua, sóng lớn đã làm hư hỏng nhiều căn nhà tạm ven biển ở phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Những đợt sóng cao từ 3 đến 4 mét phủ lên vách, lên mái nhà, đe dọa sự an toàn của hàng chục hộ dân. Trước đó, người dân ở đây đã di chuyển đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Nhưng hiện vẫn còn khoảng từ 30 đến 40 căn nhà tạm tại khu vực Tổ 1 Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi sóng lớn. Tỉnh đã có kế hoạch di dời những hộ này đến nơi khác để làm bờ kè chắn sóng. Nhưng đến nay, dự án này vẫn chưa được triển khai.